và vào Syria á, thì em thì trước đầu tiên nhất thì em cũng là kế toán. Sau đó thì khi mà mình thấy cái thu nhập của mình nó cũng không có gì thay đổi thì em cũng có một cái tư duy khác. Lúc nào em cũng thôi thúc bản thân em là mình luôn luôn có một cái nguồn thu nhập và không bị dựa dẫm tài chính vào ai á. Thế sau đó thì em đã chuyển sang cái mảng là mảng sale du lịch. Thì sau 5 năm khi mà em làm về lĩnh vực du lịch ấy ạ, thì một cái khủng hoảng xảy ra vào năm 2020, đó là dịch Covid. Và tất cả đến bây giờ thì gần như là các cái công ty du lịch cũng như là hệ thống khách sạn cũng đã đóng cửa, và chúng em, đến bản thân em thì cũng đã bị khủng hoảng về cái công việc cũng như là tài chính. Sau đó thì bản thân em lại cũng muốn là làm một cái gì đó riêng cho mình. Đó thì em lại rất là mạnh dạn về cái khoản kinh doanh. Thế sau đó thì em cũng đã tìm ra một cái nguồn hàng, mình cũng tìm hiểu rất là sâu và kỹ để mà mong muốn mà đến cho giá trị cho người sử dụng á, được cái giá trị thực tế để mà người ta bỏ ra cái đồng tiền, người ta cũng nhận được cái giá trị xứng đáng. Thì em cũng đã có đầu tư vào kinh doanh riêng về cái mảng đèn đá muối. Thì sau thời gian khoảng 3 tháng thì thật sự là cái nguồn vốn của em nó cũng không dày để mình duy trì về hệ thống. Cái thứ hai là mình lại cũng không quản lý được. Ban đầu thì mình cứ nghĩ rằng là mình quản lý theo cái tư duy của mình và mình phát triển theo cái tư duy của mình ấy và chuyển cho nhân viên của mình. Thì tuy nhiên thì khi mà mình quản lý với nhân viên của mình thì con người mà mỗi người có một cái cách làm và suy nghĩ khác nhau, thì các bạn trẻ ấy, ngày lúc đó thì các bạn ấy cũng chỉ nghĩ rằng là chỉ làm với cái mức lương cứng, mức lương bình thường là 4-5 triệu mức lương cứng thôi, chứ các bạn cũng không có những cái động lực sâu hơn. Và lúc đó thì em cảm thấy nó không hiệu quả nữa, và cái quan trọng nhất là cái nguồn vốn duy trì của em nó không có quá nhiều để mà mình duy trì cái hệ thống phát triển, đợi cái nguồn hàng của mình được tiêu thụ hết á. Thế là bắt buộc em cũng phải dừng và em đóng cửa. Sau khi khi mà em trải qua những cái chuyện đó, em cũng đã có những cái khủng hoảng về kinh tế rất là nhiều đó, và em cũng đã tìm hiểu về các cái công việc mô hình rất là nhiều, về như là bảo hiểm em cũng có tìm hiểu, hay là cũng như là Oriflame cũng là cái mô hình marketing. Thế nhưng em cảm thấy là khi mà em vào cái mô hình đó thì không ai dẫn dắt em, mà gần như là bản thân mình tự học hỏi, tự tìm những người để mà mình xin để mà hướng dẫn mình á. Thế và mình không được hút, thì lúc đó thì em cảm thấy là nó cũng không phù hợp để cho em hay bị thứ đứng. Thế là nó cũng không phù hợp cho em. Khi mà em vào đây rồi thì em thấy là bản thân em cũng đã trải nghiệm về cái sản phẩm của công ty á. Như ví dụ như hiện tại thì em đang dùng về em thì cũng hay bị đau đầu về tuần hoàn máu lên não của em, mình cũng bị áp lực công việc rất là nhiều á, thì em suốt ngày em bị đau đầu đó. Thì khi mà em trải nghiệm về cái loại EQ ấy, thì sau khi em sử dụng 3 ngày thì em cảm thấy là mình đỡ đi rất là nhiều, mà mình gần như là mình không bị căng thẳng ấy. Và cái thứ hai nữa là em có dùng đến cái sản phẩm mỹ phẩm của bên mình. Sản phẩm mỹ phẩm của bên mình thì em sử dụng đến ngày thứ hai thôi, thì hiệu quả nó cũng đã thay đổi rõ rệt. Em không còn, ví dụ như cái bộ dưỡng thể ấy, thì em không còn cảm thấy có cái phấn trắng như bình thường. Em không có dùng mỹ phẩm cái dưỡng thể là Livia, nhưng mà hàng ngày em đi làm thì nó vẫn có những cái phấn trắng nó bám lên những cái tóc đen của em á. Thế thì em chuyển sang em dùng cái mỹ phẩm dưỡng thể của mình. Lúc đó thì em dùng đến ngày thứ hai thì mọi thứ nó đã không còn nữa rồi. Hay như bộ mỹ phẩm kim cương, các bạn ở công ty em hay là em đi ra ngoài, bây giờ đến bản thân em đi ra ngoài ai cũng nhìn thấy cái da mặt của em á, họ cũng rất là thích mà ôi sao da mặt đẹp thế. Đó, đấy là những cái mà em đi ra ngoài em rất là tự tin. Và bây giờ khi mà em đã trải qua cái trải nghiệm về cái sản phẩm rồi thì em cảm thấy là mình rất là tự tin về và yên tâm về cái sản phẩm đó. Về còn cái cách để phát triển mình á, thì em lại rất hiểu về cái mô hình ở đây ấy, nó không quá gánh nặng cái phần áp lực doanh số cho mọi người ấy. Nó dễ dàng đi theo từng bước, và mình cũng dễ chia sẻ với mọi người, ai cũng có thể làm được ấy. Nếu đối với ai cũng xác định là một là sale, hai là kinh doanh, một tháng mà bán và tiêu thụ 8 triệu đi,
em cứ nói tròn lên là 8 triệu 300 điểm cứ tương đương là 7 triệu 6 là tương đương là 8 triệu. Thì với mức 38 triệu như vậy ấy, thì một tháng mình thoải mái để mình có thể bán được cái doanh số đó. Và hơn nữa là khi cái mình nhìn ở đây ấy, không phải là mỗi cái thu nhập ở đây, mà em thấy là ở cái môi trường này mình, bản thân em thì rất là khao khát cho những người thân của em á, là em thì luôn luôn hướng tới những người mà gần như là có những cái khó khăn đó, bởi vì mình đồng cảm với những khó khăn thì mình cũng chia sẻ và muốn giúp đỡ cho những người khó khăn ấy. Thì bản thân em thì khi mà em dẫn dắt mọi người vào đây thì em cũng thấy có cái cơ hội là mình, bản thân mình đã thấy tự tin là mình phát triển được ở đây, thì em cũng nghĩ rằng là tất cả mọi người hay là những người mà em chia sẻ thì cũng sẽ phát triển được ở đây. Vấn đề là mọi người có làm hay không, hay là mọi người có những cái suy nghĩ mà nó thật sự nó đi phù hợp với thời đại hay không á, thì mọi người nếu mà thực hiện theo đúng như vậy thì tất cả mọi người đều phát triển. Đấy là cái mà em nhìn nhận được ở đây, và em tự tin về sản phẩm cũng như tự tin về cái sự phát triển của em khi mà em join vào hệ thống này. Hay quá, cảm ơn Quỳnh Anh rất là nhiều. Anna tin tưởng là những cái phần chia sẻ vừa rồi cũng phần nào mà sẽ làm một cái minh chứng để các bạn có thể thấy rằng là chắc chắn trong hệ thống nó phải có cái gì đó, nó phải đào tạo nhau cái gì đó mà để cho bạn ấy tự tin như vậy, và sản phẩm nó phải đủ cái độ tốt để bạn ấy có thể cảm nhận nhanh, và sau một thời gian ngắn mà bạn ấy đã hoàn toàn tự tin để mà bạn ấy chia sẻ giới thiệu với mọi người. Và một lần nữa rất là biết ơn anh chị em, và hẹn gặp lại anh chị em trong một cái cương vị mới là cương vị là tư vấn viên, và chúng tôi rất là sẵn lòng để được đào tạo chuyển giao toàn bộ cái quy trình để giúp anh chị em có thể bước chân vào dự án xe hơi và sở hữu cái xe ô tô của mình trong vòng 6 tháng. Và từ đó mình có thể hỗ trợ được, giúp đỡ được rất là nhiều những người khác. Họ cũng được thay đổi cuộc sống và họ cũng có những cái ô tô trong vòng 6 tháng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những cái phần đào tạo tiếp theo.